Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Năm 2024, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức cán bộ. Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bốn, quận Đồ Sơn, cần có các giải pháp quyết liệt để hoàn thành trong tháng 12 này. 30 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Trung. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, chủ trì cuộc họp trực tuyến lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU với 28 tỉnh, thành phố có biển. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố. Qua đợt kiểm tra lần thứ tư của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU tháng 10 vừa qua, ngày 5 tháng 12, EC đã có công thư chính thức về kết quả thanh tra. Theo đó, ghi nhận đánh giá cao nỗ lực chống khai thác IUU của chính phủ Việt Nam trong việc quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại một số địa phương còn nhiều hạn chế, cần có biện pháp xử lý nghiêm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tích cực triển khai các biện pháp chống khai thác IUU, tăng cường xử lý vi phạm, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ việc xuất, cập bến và các vùng biển giáp danh, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao cùng một số biện pháp cần thiết khác. Kết thúc cuộc họp trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp kiểm tra, rà soát các phương tiện về hồ sơ, thủ tục như giấy đăng ký, đăng kiểm, nhật ký khai thác, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa và tính răn đe, duy trì các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát chống khai thác IUU tại các cảng cá, bến cá. Chiều nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện tốt nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình đối với các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển, yếu tố nước ngoài, xây dựng lực lượng cửa khẩu vững mạnh, chính quy, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính phục vụ các nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đạt được trong năm 2023. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là tình hình trên biển, có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực đang triển khai thu hồi đất, chỉnh trang đô thị ở quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải và trước, trong, sau Tết Nguyên đán, quản lý chặt chẽ, không để tình trạng tái cắm cọc nuôi ngao tại các khu vực đã cưỡng chế. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cùng một số nội dung quan trọng khác. Năm 2023, huyện ủy An Dương hoàn thành 20 trên 20 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, nổi bật là tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 128%, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Kết quả này đã được khẳng định tại hội nghị đánh giá nhiệm vụ công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 diễn ra vào sáng nay. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận kết quả toàn diện mà Đảng bộ huyện đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ huyện cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy cán bộ, hoàn thiện hạ tầng cùng các tiêu chí để thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương trong năm 2024.
đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tuyên truyền nâng cao nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân trên địa bàn. Năm 2024, huyện An Dương tiếp tục lựa chọn chủ đề hành động là đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số, với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp thực hiện. Sáng nay, phát biểu tại hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thông qua nghị quyết về chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Quận ủy Hồng Bàng tổ chức, đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy ghi nhận, năm 2023, quận có 8 trên 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 7 trên 16 chỉ tiêu hoàn thành và 1 chỉ tiêu chưa đánh giá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.317 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch thành phố giao. Trung tâm điều hành thông minh quận và ứng dụng Hồng Bàng Smart được duy trì, phát triển. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng có nhiều điểm mới. Đồng chí Bí thư Quận ủy Hồng Bàng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn để khắc phục trong thời gian tới. Chủ đề năm 2024 của quận là tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, chỉnh trang, phát triển đô thị văn minh hiện đại. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển đến ngã ba Vạn Bún, tức đường Lý Thái Tổ, quận Đồ Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn và các địa phương, đơn vị liên quan, tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng là gần 167.700 m² của 337 hộ gia đình và 9 tổ chức trên địa bàn 3 phường là Ngọc Xuyên, Vạn Hương và Minh Đức. Thời gian qua, quận đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với 319 hộ và 6 tổ chức với diện tích gần 145.500 m², đạt 86,75% diện tích, chi trả gần 217 tỷ đồng trong tổng số gần 326 tỷ đồng giá trị giải phóng mặt bằng đã phê duyệt phương án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh, mặc dù có sự đôn đốc của thành phố, song đến nay công tác giải phóng mặt bằng còn chuyển biến chậm. Do đó, quận cần tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12 này, ưu tiên xử lý diện tích đất nông nghiệp. Đối với khoảng 40 hộ dân có diện tích thu hồi đất ở, quận đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm ổn định nơi ở cho người dân trước Tết Nguyên đán. Sau khi đã tiến hành thực hiện các biện pháp, các quy trình tuyên truyền vận động, bảo đảm đúng đủ quyền lợi hợp pháp của người dân mà vẫn không chấp thuận, Ủy ban Nhân dân quận sớm hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn giao trách nhiệm cho các địa phương quản lý chặt chẽ, phòng ngừa những trường hợp tái lấn chiếm sau khi giải phóng mặt bằng. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Kiến Thụy khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét 22 báo cáo, 8 tờ trình, các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế, Xã hội. Hội đồng Nhân dân huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định. Cũng theo chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ thông qua 9 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quyết định chủ trương đầu tư một số các công trình, dự án trên địa bàn. Trong phần tiếp theo của chương trình, 30 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Trung. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy thị trường tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, trong các ngày từ 12 đến 13 tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023, thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với truyền thống hữu nghị, tầm vóc quan hệ song phương hiện nay cũng như triển vọng tốt đẹp trong thời gian tới của quan hệ hai nước. Vâng, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc vào tháng 1 năm 1950, quan hệ hữu nghị, hợp tác luôn là dòng chảy chính xuyên suốt trên tất cả các lĩnh vực.
Trong bối cảnh chung đó, kể từ khi thành lập năm 1993, 30 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố luôn xác định rõ vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. Bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo định hướng của thành phố và các đơn vị liên quan, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố Hải Phòng luôn làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân thành phố Hải Phòng với nhân dân Trung Quốc. Hội đã bám sát vào cái tôn chỉ mục đích được ghi trong điều lệ của hội, đó là đoàn kết tập hợp hội viên để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, phát triển cái quan hệ hữu nghị, hỗ trợ rồi thì xúc tiến những cái hoạt động mang tính chất hữu nghị, hòa bình, và trong đó có cả phát triển cả du lịch, văn hóa, kinh tế, thương mại hay và giáo dục và kỹ thuật giữa thành phố Hải Phòng và Trung Quốc, tham gia hết sức tích cực vào các cái cuộc đón tiếp và làm việc với các cái đoàn lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tới thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Hiện nay, thành phố Hải Phòng có quan hệ hợp tác hữu nghị kết nối với nhiều tỉnh thành phố của Trung Quốc như Nam Ninh, Thâm Quyến, Ninh Ba, Thiên Tân, đặc biệt là sự hợp tác với tỉnh Vân Nam trong khuôn khổ hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành phố Việt Nam-Trung Quốc. Tính đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng có 192 dự án và tổng vốn đầu tư là 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 21% tổng số vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố, bao gồm các dự án đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, thương mại, logistics, hạ tầng khu công nghiệp. Năm 2024 tháng 1 này thì hội phối hợp để tổ chức một cái ngày hội của những người công nhân lao động ở các cái khu công nghiệp. Trong tháng 3 cũng dự kiến là tổ chức một cái hội thảo doanh nghiệp Hải Phòng và Trung Quốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với cái hy vọng là thông qua các hoạt động kết nối của doanh nghiệp thì doanh nghiệp của hai nước sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư, thế rồi cơ hội xúc tiến thương mại, du lịch, để cho cái sự giao lưu về mặt kinh tế nó nhộn nhịp và nó hiệu quả hơn. Với sự nỗ lực đó, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân thành phố Hải Phòng với nhân dân Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đầu tư thương mại, du lịch và giao lưu hữu nghị nhân dân, nâng cao hiểu biết của người dân về quan hệ hai nước và tình hữu nghị truyền thống giữa hai bên. Những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc cùng đạt được nhiều thành tựu trong đổi mới, cải cách mở cửa và đóng góp hiệu quả vào các vấn đề quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, an ninh ở khu vực. Tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mối quan hệ Việt-Trung tiếp tục được thắt chặt, quan hệ hai nước sẽ bước vào một giai đoạn mới. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước tiếp tục đạt được những thành tựu mới và có những đóng góp mới vào sự ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trước nhiều diễn biến khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua giảm từ 40 đến 50% ở các lĩnh vực hàng hóa, ngành công thương đã và đang tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường. Cùng với đó là rất nhiều giải pháp của các doanh nghiệp cũng đang tích cực triển khai nhằm thúc đẩy thị trường tiêu thụ hàng hóa cuối năm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Rất nhiều hoạt động kết nối thương mại hàng hóa cuối năm liên tục được triển khai như các hội chợ, tháng khuyến mại Hải Phòng 2023 thu hút sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong và ngoài thành phố. Nhiều giải pháp đã được các doanh nghiệp triển khai để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Lúc này thì trước nhất chúng tôi phải hy sinh quyền lợi của nhà sản xuất, tức là giảm giá tối đa, gần như là không có đáng lợi nhuận mà chủ yếu để nuôi cán bộ công nhân viên. Chúng tôi vận chuyển toàn bộ bằng phương tiện của công ty tới tất cả các kênh phân phối, gần như phải bù đắp cho một nửa cái số tiền xăng dầu để cho các kênh phân phối họ có cái điều kiện để cạnh tranh về giá cả. Thế còn đối với người tiêu dùng thì chúng tôi đưa ra những sản phẩm nó phù hợp hơn với cái sức mua hiện nay, giá cả nó phù hợp và cũng tiệm cận cái lợi nhuận rất là thấp để cho các kênh phân phối và người tiêu dùng có cái sức mua lớn hơn. Giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ cung ứng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tăng cường liên kết thị trường và tìm kiếm những giải pháp phát triển các hình thức thương mại điện tử. Sản phẩm của chúng tôi thì đạt chất lượng nhưng mà chưa được nhiều người biết đến. Chúng tôi cũng rất là muốn qua những cái hội nghị xúc tiến thương mại, qua những cái sàn điện tử thì chúng tôi có thêm nhiều cơ hội để đưa những cái sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng nhiều hơn nữa.
thị trường tiêu dùng năm nay bị tác động mạnh từ nhiều yếu tố khó khăn nên thời điểm này sức mua chưa được cải thiện nhiều. Khó khăn thị trường buộc các doanh nghiệp phải có giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đồng thời đồng hành cùng thành phố bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm. Tiếp sau đây sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091-2020. Theo đó, 12 trên 12 Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã được thí điểm đã công bố bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn này và thực hiện đánh giá chấm điểm theo bộ chỉ số nhằm xác định mức độ quản lý chất lượng tổng thể của chính quyền địa phương đáp ứng theo 39 chỉ số trong tiêu chuẩn. Kết quả này sẽ là cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, báo cáo, đề xuất chính phủ triển khai áp dụng trên phạm vi cả nước. Trong kỳ điều chỉnh ngày mai 14 tháng 12, giá xăng trong nước được dự báo tiếp tục giảm khoảng từ 300 đến 400 đồng một lít. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu, có thể mức giảm sẽ thấp hơn. Nếu diễn biến đúng như dự báo thì đây sẽ là phiên điều chỉnh xăng dầu giảm thứ 5 liên tiếp. Nhằm tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để xét nghiệm, chuẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Thưa quý vị, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có chiều dài hơn 11 km nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Sau khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương lân cận, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối giao thông của khu vực phía nam thành phố. Sau thời gian tích cực vận động người dân và các tổ chức có đất phải thu hồi đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đơn vị thi công đang tích cực triển khai nhằm đáp ứng tiến độ đề ra. Tại xã Vĩnh Long, địa phương có diện tích đất phải giải phóng mặt bằng nhiều nhất với gần 24.000 m2 đất nông nghiệp và thổ cư liên quan tới 4 tổ chức, 86 hộ dân. Những ngày qua, các hộ dân tại đây đã đồng thuận tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Khi thấy nhà nước mở rộng con đường 37 này chúng tôi sung sướng lắm. Bởi vì thực tế là nó cái thuận lợi cho mọi người đi lại và hai nữa là không coi như đường xá nó thông thoáng, cho nên là gia đình chúng tôi rất thích. Là coi như được cái con đường như thế, được lệnh tháo rỡ là tất cả bà con đồng tình hưởng ứng về cái việc tháo rỡ để giải phóng mặt bằng cho thi công người ta đến nơi đến chốn. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2 bổ sung hơn 3,6 km thuộc 4 xã Tam Cường, Cao Minh, Vĩnh Long và Thắng Thủy có tổng diện tích đất thu hồi 2,1 ha liên quan đến 274 trường hợp. Địa phương đã chi trả 47 tỷ đồng cho công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong cả một quá trình thì bà con cũng đã đồng thuận. Nhưng mà đến hôm nay thì cũng đã cơ bản là bà con đang tập trung cao cho cái việc tháo rỡ giải phóng mặt bằng. Thế thì địa phương cũng sẽ phấn đấu là đến 15 đến 20 tháng 12 này thì sẽ cơ bản là sẽ đảm bảo cái mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công và đảm bảo cho đúng tiến độ. Nhờ tích cực thuyết phục, vận động các hộ dân có đất thu hồi đồng thuận, đến nay địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đảm bảo hoàn thành cơ bản dự án trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, để trả lại cảnh quan xanh, sạch đẹp cho khu vực đất quốc phòng tại Bến Nghiêng cũng như thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, những ngày này các đơn vị liên quan đang khẩn trương tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng toàn bộ diện tích xung quanh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra thông báo số 360 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại buổi kiểm tra thực địa về công tác quản lý đất đai, làm việc với một số hộ dân liên quan và triển khai một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn, trong đó có nội dung đối với khu đất quốc phòng tại Bến Nghiêng thuộc phường Vạn Hương, thống nhất chủ trương thành phố hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố để cải tạo trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan khu vực di tích quốc gia Bến Nghiêng. Và đến thời điểm này, công tác tháo dỡ đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện. Thông báo cũng nêu rõ, khu đất được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ngày 20 tháng 1 năm 1998, diện tích khoảng 14.500 m2.
Năm 2003, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đồ Sơn thỏa thuận cho phép 6 hộ dân xây dựng nhà nghỉ để kinh doanh dịch vụ, thời hạn là 17 năm, từ năm 2003 đến năm 2020. Đến nay vẫn tồn tại một số công trình và hộ dân đang sử dụng đất. Trên đường vào, một số hộ tự xây dựng nhà ở và bán hàng. Trong quá trình sử dụng đất, các hộ dân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Việc sử dụng đất quốc phòng để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ là vi phạm luật đất đai năm 2003 và 2013. Ngay sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy quân sự quận đã khẩn trương tháo dỡ các công trình trên đất quốc phòng. Và đến ngày hôm nay, toàn bộ các hộ kinh doanh đã tự nguyện di rời tài sản ra khỏi khu vực. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố và đặc biệt là cái kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban thành phố, thì với cương vị là một cựu chiến binh, một người dân của Đồ Sơn thì cũng rất vui mừng phấn khởi khi có cái sự chỉ đạo của thành phố và cái chủ trương của thành phố phục vụ cái công tác phát triển về cái đô thị văn minh của Đồ Sơn, thì người dân phấn khởi. Một số các hộ dân đã tự nguyện bàn giao toàn bộ các nhà nghỉ, các công trình xây dựng trên đất quốc phòng này cho Ban Chỉ huy quận tháo dỡ, trả lại mặt bằng để thực hiện cái dự án của thành phố. Trong thời gian tới, quận Đồ Sơn tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình vi phạm và xây dựng phương án xử lý dứt điểm những tồn tại theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Công an huyện Bạch Long Vĩ vừa cùng các lực lượng phối hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Tuyên đăng ký thường trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ số lượng lớn. Trước đó, tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ 3 hải lý về phía Tây, Công an huyện phối hợp cùng lực lượng kiểm ngư và bộ đội biên phòng phát hiện tàu QN3576TS do Vũ Văn Tuyên điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khoang tàu có 5 túi đựng tổng số 42 quả mìn tự chế, 6 thỏi thuốc nổ dạng nhũ tương, 1 túi ni lông chứa 12 kg thuốc nổ dạng bột, 19 kíp nổ, 5 mét dây cháy chậm. Qua đấu tranh, Tuyên khai nhận số vật liệu nổ trên mua của một người đàn ông không quen biết với số tiền 20 triệu đồng với mục đích sử dụng để đánh bắt, khai thác hải sản. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ. Dự án Rác không phải là phế liệu là một trong những dự án đang được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai tại Hải Phòng với mục tiêu quản lý hiệu quả rác thải tại nguồn và rác thải biển, cải thiện môi trường sống. Trong một năm triển khai, dự án mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư và công tác quản lý của địa phương. Dự án Rác không phải là phế liệu được triển khai trong năm 2023 với tổng ngân sách là 150.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 3,5 tỷ đồng Việt Nam, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Hàn Quốc tài trợ. Dự án được triển khai tại 7 phường thuộc quận Ngô Quyền và 6 tổ dân phố thuộc thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, với 18.600 người tham gia. Mục tiêu là hỗ trợ các địa phương làm tốt công tác quản lý môi trường, người dân thực hành xử lý rác thải theo nguyên tắc tiết giảm, tái chế và tái sử dụng để cải thiện môi trường sống. Từ những cái quần bò, áo bò, chúng tôi tái chế lại thành những cái túi sách, những cái ba lô, cái hộp này thì có thể sử dụng để làm những cái túi đựng đồ, trang sức. Hoặc là ví dụ giống như là những cái này, chúng tôi có thể là làm những cái hộp bút cho những các bạn nhỏ. Nhằm hỗ trợ các địa phương triển khai dự án đạt hiệu quả, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ quận Ngô Quyền và huyện Cát Hải gần 300 thùng phân loại rác thải đặt tại các điểm công cộng, hơn 1.600 thùng rác thải cấp cho các hộ gia đình. Tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm, tuyên truyền để người dân tái chế, tái sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Hỗ trợ vật dụng tạo sinh kế cho cư dân, nhất là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Dự án đã giúp làm thay đổi hành vi thực hành phân loại rác trong nhóm học sinh, rồi các hộ dân của hai địa phương. Thông qua cái dự án này thì chúng tôi rất là mong muốn là các địa phương vẫn tiếp tục kết nối với các cơ quan chức năng, làm tốt cái khâu xử lý rác sau khi mà cộng đồng đã phân loại tốt. Sau gần một năm triển khai, dự án mang lại hiệu quả rõ rệt trong nâng cao nhận thức, tạo thói quen tốt cho các chủ thể tham gia, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn không có điều kiện xây sửa nhà, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp thành phố đã tích cực vận động, kêu gọi nguồn lực từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay góp sức xây, sửa chữa nhà giúp hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. 5 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Quân sinh sống trong ngôi nhà tạm diện tích 13m2 được xây dựng từ năm 2012. Năm 2019, trên đường đi làm, anh Quân bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nên thu nhập của gia đình anh bây giờ đều phụ thuộc vào vợ anh là chị Hoàng Thị Tuyết, hiện làm công nhân ở xưởng gia công da giày. Anh chị có 3 con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn, không có điều kiện tu sửa căn nhà đang ở dù đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước khó khăn của gia đình, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kiến Thụy đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm và sự quan tâm chung tay của các tổ chức hội, đoàn thể hỗ trợ gia đình xây dựng một căn nhà mới. Ngôi nhà cũ ở hẹp có 13m2 thôi, chỗ vào nước nó vào cũng nụt lắm nhưng mà không có tiền xây được căn nhà mới này tôi rất vui. Với diện tích khoảng 60m2, ngôi nhà mới của vợ chồng anh Quân, chị Tuyết xây dựng với tổng kinh phí khoảng 360 triệu đồng bằng nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, gia đình và bạn bè. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kiến Thụy và đã chỉ đạo Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn vận động các cái nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về nhà ở. Thì hội chúng tôi đã chỉ đạo và cũng làm những cái văn bản tờ trình lên Hội Chữ Thập Đỏ thành phố để đề nghị vận động nguồn lực. Thì chúng tôi đã xây là trong năm 2023 thì được 2 ngôi nhà. Những ngôi nhà được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ thành phố xây tặng đã biến ước mơ của người nghèo thành hiện thực, góp phần cải thiện nơi ăn chốn ở cho những cảnh đời kém may mắn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau của cả cộng đồng xã hội. Cùng với việc xây dựng phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thời gian qua lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bao gồm dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đã đóng góp vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. Mặc dù có nhiều cố gắng, song hoạt động của lực lượng này hiện vẫn gặp không ít khó khăn, bất cập. Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo hiện có 7 công an xã bán chuyên trách, đảm nhiệm bảo vệ an ninh trật tự tại các thôn. Với tinh thần trách nhiệm, niềm yêu nghề, đội ngũ này hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an chính quy của xã. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, đội ngũ công an xã bán chuyên trách có nhiều khó khăn, bất cập về độ tuổi, sức khỏe và việc cập nhật các văn bản pháp luật. Địa bàn thì rộng, người thì mỏng, thế là trang thiết bị chu cấp thì chưa được đầy đủ, cho nên là dẫn đến là cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ thì nó chưa được đảm bảo, nó triệt để. Trước kia thì xã Hòa Bình là 13 thôn, đấy, bây giờ hiện tại còn 7 thôn. Do vậy là về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đồng chí đảm bảo an ninh trật tự cơ sở là được nâng cao. Tuy nhiên mức phụ cấp hiện tại vẫn chưa được điều chỉnh. Do vậy là dẫn đến cái tình trạng là cán bộ chiến sĩ đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự này có ảnh hưởng với liên quan tâm lý. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có gần 900 công an xã bán chuyên trách, hơn 1.470 bảo vệ tổ dân phố và 16.606 dân phòng. Được biết, trong khi chờ luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thì hoạt động của lực lượng này từ trước đến nay vẫn được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với các hình thức khác nhau do nhiều cơ quan ban hành. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng lực lượng mang tính chuyên nghiệp hiện đại. Hiện nay thì hoạt động của tội phạm thì cũng ngày càng tinh vi và xảo quyệt, manh động. Tuy nhiên thì điều kiện bảo đảm cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở quan tâm chưa được đúng mức, như là vì lý do cũng là thiếu kinh phí này, cơ sở vật chất và trang thiết bị phụ cấp so với mặt xã hội hiện nay cũng còn hạn chế. Thực tế cho thấy các vụ án hình sự nếu được giải quyết từ sớm, từ cơ sở thì sẽ không hình thành điểm nóng, giảm tính chất, mức độ nguy hại đối với xã hội. Do đó, việc quan tâm xây dựng và thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách sẽ giúp lực lượng này đóng góp hiệu quả hơn vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%.
Phía Bắc thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía Nam thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, đêm nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.